đầu tiên Rose Lesbian và Taylor Swift gặp nhau. Vào ngày 9 tháng 9, Taylor Swift, Rose Lesbian và Hayley Williams bất ngờ được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Alleged Lady Studio ở Mỹ. Được biết ba nữ ca sĩ đến đây để tham dự ra mắt album. Ba ngôi sao rời khỏi studio cách nhau khoảng một thời gian, nhưng vẫn đủ khiến người hâm mộ phát sốt. Từ đây, nhiều fan dự đoán ba nữ ca sĩ đình đám của làng giải trí thế giới sẽ hợp tác phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự đoán. Cả Taylor Swift, Rose, Hayley Williams đều chưa lên tiếng về điều này. Taylor Swift lên độ phong cách nhưng không kém phần nữ tính, tôn lên nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn không thua người mẫu. Trong khi đó, Rose xinh đẹp như kiểu búp bê sống, làn da như phát sáng, cô nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Hayley Williams lên độ đơn giản đến dự buổi tiệc ra mắt album mới. Đây không phải là lần đầu tiên Rose gặp Taylor Swift. Trước đó, nữ ca sĩ đình đám và đó hồng Blackpink từng gặp nhau vui vẻ chụp ảnh tại buổi tiệc Video Music Award 2022. Trong khi đó, Taylor Swift là người bạn đầu tiên trong ngành âm nhạc của Hayley Williams. Cả hai quen biết nhau từ năm 2010 và biểu diễn chung nhiều sân khấu. Truyền thông quốc tế tiết lộ, đây là buổi tiệc ra mắt và nghe trước album của Taylor Swift với sự góp mặt của Rose và một số nghệ sĩ khác. Rose và Taylor Swift đã được ánh sang ảnh bắt gặp lần lượt rời khỏi Alleged Lady Studio cùng thời điểm. Động thái này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn. Phải chăng thành viên nhóm Blackpink và Taylor Swift chuẩn bị có màn kết hợp trong âm nhạc, hoặc Rose thực sự có góp giọng trong album của Taylor Swift? Hồi tháng 5, Rose từng có lịch trình cá nhân qua New York và ghé thăm Alleged Lady Studio, ngay sau đó tài khoản Alleged Lady Studio và Jack đã theo dõi Rose trên Instagram. Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Jack cùng sự thân thiết của Taylor Swift. Trước đó tại lễ trao giải MTV Video Music Award 2022, Taylor Swift có chú ý với hành động nhún nhảy, hát theo vỗ ngồi nhiệt tình khi Blackpink trình diễn ca khúc Pin Venom trên sân khấu. Tại bữa tiệc sau lễ trao giải, Rose đã chụp hình thân thiết cùng Taylor Swift. Sau khi dự tiệc ra mắt album của Taylor Swift, Rose chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, trong đó xuất hiện chiếc huy hiệu cài áo in hình Rose và Hayley Williams, nữ ca sĩ hát ca khúc mà Rose đã từng cover trước đó. Hayley Williams cũng là bạn thân lâu năm của Taylor Swift. Nhiều khán giả cho rằng, dù Rose có thực sự hợp tác trong sản phẩm âm nhạc với Taylor Swift hay không, thì việc nữ thần tượng có mặt trong buổi tiệc riêng tư này đang cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Rose và nhiều nghệ sĩ đình đám thế giới. Điều này cũng mở ra kỳ vọng về sản phẩm âm nhạc chung trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.